Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Toàn cảnh đám cưới sang trọng của MC Kỳ Duyên Trịnh Hội tại Mỹ. Đám cưới diễn ra trong không gian riêng tư, kín đáo với lượng khách mời hạn chế, an ninh thắt chặt. Ngoài họ hàng hai bên, Kỳ Duyên Trịnh Hội mời những người bạn thân thiết, Kỳ Duyên Trịnh Hội trên lễ đường, hạnh phúc trao nhau lời thề nguyện MC Kỳ Duyên hứa làm người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con trong khi Trịnh Hội hứa làm người chồng, người cha tốt. Ngày 9 tháng 5 này, Hội và Duyên quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình và một vài người bạn gắn bó của Kỳ Duyên Trịnh Hội không muốn đây là sự kiện mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Duyên và Hội quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp và ấm cúng. MC Kỳ Duyên trải lòng thông báo. Cô chia sẻ thêm rằng rất xin lỗi vì không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui, nhưng cô tin rằng mọi người sẽ thương và tôn trọng quyết định của cả hai. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, người phụ nữ đa năng và có sẵn tài năng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, Việt Nam, là một người Mỹ gốc Việt sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965 tại Sài Gòn và là người dẫn chương trình của Paris V-Night cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, đồng thời hành nghề luật sư. Cha cô là Nguyễn Cao Kỳ, từng làm Thủ tướng, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối của chiến tranh. MC Kỳ Duyên phủ nhận tái hôn, kể về hai đời chồng và mối tình 10 năm đứt gánh mới đây. Mạng xã hội được dịp xôn xao trước bức ảnh trên trang Facebook của MC hải ngoại đình đám Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cụ thể, nữ MC đăng tải bức ảnh cầm hoa cưới trên thánh đường cùng một người đàn ông ngoại quốc, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy ẩn ý. Dạ thưa, dạ bị vậy chứ ai mà muốn ngay sau đó. Bài đăng của Kỳ Duyên nhận được nhiều lời bàn tán từ cư dân mạng, đa phần đều bán tín bán nghi chuyện cô tiếp tục bước chân lên xe hoa ở tuổi U60, cứ ngỡ câu chuyện ấy là sự thật. Ở phía dưới bài viết không ít bình luận của khán giả gửi lời chúc mừng đến nữ MC vì cho rằng cô đã tìm được bờ vai vững chãi cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm nghi vấn tái hôn rộ lên, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng chính thức lên tiếng về tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Cũng theo đó, cô đăng tải lại toàn bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ kèm với thông tin xác minh việc mình chỉ là phù dâu. Người hâm mộ mới đầu còn bày tỏ thái độ khá hụt hẫng, nhưng chỉ một chút thôi ai nấy cũng liên tục dành lời khen cho Kỳ Duyên vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, chẳng kém cạnh cô dâu khi đứng chung khung hình. Bên cạnh đó, MC Kỳ Duyên còn vui vẻ chia sẻ luôn lý do về việc chọn làm phù dâu ở tuổi ngũ tuần. Cô cho biết, tất cả đều do em gái kết nghĩa mong muốn nên cô cũng đành làm theo, mà chắc có lẽ chuyện tái hôn sẽ không bao giờ có thật. Bởi trước đó, Kỳ Duyên từng chia sẻ với truyền thông về việc sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa trong tương lai. Người đẹp cũng hào hứng bày tỏ về những dự định mới. Trong 10 năm tới, tôi muốn trở thành một người có ảnh hưởng tới cộng đồng và muốn truyền đạt tới xã hội những gì tốt đẹp cho con người. Còn điều tôi không muốn làm trong 10 năm tới là không muốn lấy chồng. 10 năm, 20 năm, 30 năm hay bao nhiêu năm nữa tôi cũng không muốn lấy chồng. Thế nhưng, ai ngờ được rằng để có quyết định đanh thép này thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng phải từng. Thế nhưng, ai ngờ được rằng để có quyết định đanh thép này thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng phải từng trải qua không ít sóng gió trong hôn nhân. Cụ thể, khi chia sẻ về chuyện tình yêu, nữ MC thẳng thắn thừa nhận bản thân trải qua trên dưới 10 mối tình nhưng chỉ có 3 người đàn ông là khiến cô phải nhớ mãi. Trong đó, có 2 người là chồng cũ và 1 người đàn ông với mối tình kéo dài 10 năm nhưng không cưới. Dưới ánh nhìn của xã hội thì đây là một gia đình hạnh phúc khi chồng bác sĩ, vợ luật sư. Kỳ Duyên từng theo học ngành luật tại Western Tatem, Mỹ và cuộc sống sung túc. Cứ ngỡ như đây là chính là tổ ấm hạnh phúc bởi mọi thứ quá mỹ mãn. Thế nhưng cả hai lại bất ngờ tuyên bố ly hôn sau nhiều năm tháng mệt mỏi vì bất đồng về nhiều thứ. Đến ngưỡng mộ 40, nữ MC đình đám hải ngoại lại một lần nữa nên duyên cùng một người đàn ông kém mình 1 tuổi, hiện đang làm trong ngành luật. Bởi vì có quá nhiều điểm chung như
cùng học luật và yêu thích nghệ thuật, thế nên Kỳ Duyên và chàng luật sư giao tiếp vô cùng ăn ý cuối cùng. Sau 3 năm hò hẹn nuôi nấng tình cảm, cặp đôi cũng quyết định tổ chức đám cưới lãng mạn tại một bờ biển xinh đẹp ở Philippines vào năm 2004. Thế nhưng, cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được 4 năm rồi lại nhận về kết cục tan vỡ với lý do cả hai xa nhau quá nhiều, đi qua 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, Kỳ Duyên quyết định khép lại trái tim trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đến năm 2009, người đẹp lại tiếp tục gây ngỡ ngàng khi công khai tình mới là doanh nhân Duy Hân. So với hai người chồng trước, chàng trai Duy Hân có phần nổi trội hơn về ngoại hình và cực kỳ phong độ. Trong suốt 10 năm hẹn hò, Kỳ Duyên và bạn trai luôn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ. Nhiều khán giả phải ví von cặp đôi như hình với bóng và không ngừng tán dương sự đẹp đôi của cả hai. Trong một buổi phỏng vấn với báo chí, Kỳ Duyên có dịp trải lòng về cái sai trong hai cuộc hôn nhân đã qua của mình. Theo nữ MC, nghịch lý của hôn nhân là đàn ông muốn bung, đàn bà muốn siết. Chính vì Kỳ Duyên sợ mất người đàn ông mà siết chặt họ, vì vậy trong mối quan hệ với Duy Hân, cô không siết doanh nhân này nữa, thay vào đó để anh tự do, thoải mái. Phải chăng do số kiếp, nhưng tôi thực sự không may mắn trong đường hôn nhân. Bạn ấy cũng từng qua một đời vợ nên chúng tôi thấy cách thích hợp nhất cho cả hai là không bó buộc nhau bằng kết hôn. Chúng tôi nói với nhau rằng, ngày nào mình còn bên nhau là do còn yêu nhau chứ. Không do bổn phận nào cả, chúng tôi đến với nhau như một đôi bạn, mọi thứ thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là mối tình bền lâu nhất của tôi, Kỳ Duyên tâm sự. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn chia sẻ thêm, trong khoảng thời gian tình còn mặn nồng với Duy Hân, cô luôn lường trước việc nếu một ngày anh ra đi thì sẽ không oán trách, mà trái lại, cô sẽ cảm ơn anh như những người từng đến với mình. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu, tôi là con số không tròn trĩnh. Người yêu đến với tôi 5 năm rồi ra đi, như vậy là tôi được cộng thêm 5 năm hạnh phúc. Người đẹp sinh năm 1965 nói. Và rốt cuộc thì ngày ấy cũng đến, vào cuối 2018. Thông tin Kỳ Duyên và Duy Hân chia tay sau 10 năm gắn bó lập tức râm ran khắp mạng xã hội. Tất nhiên với tính cách có phần cứng cỏi của mình, nữ MC sẽ không hề lên tiếng phủ nhận hay khẳng định một điều gì. Về phần Duy Hân, anh chàng lấp lửng cho biết sẽ lên tiếng vào một giai đoạn thích hợp. Sau bao ngày im lặng, Kỳ Duyên cũng lên tiếng phản hồi về chuyện tan vỡ. Mình là người trong cuộc, hơn ai hết hiểu có thể tình yêu nóng bỏng đôi lứa không còn, nhưng còn tình nghĩa và tình thân mà đến mức ấy thì người kia làm gì hạnh phúc mình cũng hạnh phúc cho họ, ngay cả khi hạnh phúc của anh ấy không có mình trong đó. Cả hai còn và cần tình nghĩa với nhau. Chính Kỳ Duyên thừa nhận cô đã cho Duy Hân tất cả sự tự do. Cô định nghĩa bạn đời là khi cô có thể vui, hạnh phúc khi người còn lại vui, không chia tay nhưng mà tự do trong tất thảy mọi việc. Thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn, và tôi cũng vậy. Nữ MC bộc bạch, sau chia tay và trở về trạng thái độc thân, Kỳ Duyên liên tục nhận được câu hỏi về giả thì ai lo. Nữ MC liền đăng tải một vlog phản hồi và chia sẻ những dự tính về kế hoạch dưỡng già của mình. Theo đó, tùy vào túi tiền, cô sẽ chọn một viện dưỡng lão cao cấp hoặc thuê nhân viên chăm sóc 24/24 tại nhà. Kỳ Duyên còn hài hước nói rằng cô nhất định sẽ thuê hai chàng trai trẻ đẹp, song múi và hóm hỉnh để chăm mình. Tuy nhiên sau phần chia sẻ có phần vui vẻ, Kỳ Duyên liền điềm tĩnh nghiêm ngúc chiêm nghiệm về đường tình của mình. Tương lai không ai nói trước được. Bạn có trước nhưng có thể sẽ mất sau, hoặc trước đây bạn không có nhưng sau này sẽ có. Khi không có đàn ông, tôi sẽ không hụt hẫng. Có một người đàn ông bên cạnh, chúng ta sẽ được rất nhiều thứ tuyệt vời như yêu thương, đỡ đần, đầm ấm. Hiện tại, tôi đang quá thoải mái với đời sống độc thân. Tôi muốn nói với người đàn ông sẽ đến với mình rằng, anh phải có đủ đầy hạnh phúc riêng vào việc chúng ta đến với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau là cái chúng ta dư thừa ra. Tôi không thể lo cho hạnh phúc của ai cả. Tôi từng có bạn trai, có chồng, nhưng tôi của hôm nay là một người độc thân. Tôi đang hạnh phúc vì tự lo tất cả mọi thứ cho mình. Trước đây, tôi từng ước muốn có tất cả nhưng đời đưa đẩy nên bây giờ tôi mới độc thân chứ đâu ai muốn thế. Nhưng từ những đổ vỡ, tôi nghiệm ra có nhiều hơn một cách để hạnh phúc, không phải lo cho chồng,
Tôi có nhiều thời gian hơn để làm những điều khác như lo cho người khác và đóng góp cho xã hội. Chúng ta nên bỏ suy nghĩ rằng không có chồng là bất hạnh có thể thấy. Để có được cuộc sống tự do vui vẻ như hôm nay thì Kỳ Duyên cũng đã phải trải qua không ít vất vả trong tình yêu. Đúng như lời nữ MC đã nói, bản thân cô không hề may mắn trong chuyện tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.